Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện cơ sở 2 Tam Hiệp Thanh Trì, Hà Nội, phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp trực tiếp với chị Đậu Thanh Tâm, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Trì. Chân trái đang bị bó bột vì gãy xương mác. Theo chị Tâm thì đây là hậu quả từ vụ việc xô xát trong khuôn viên Bệnh viện ca cơ sở 2. Theo lời kể của người phụ nữ này, sáng ngày 17 tháng 8, chị mang gần 100 lá phiếu quà thiện nguyện cho các bệnh nhân khoa chống đau, bệnh viện ca. Khi đang tìm người hỗ trợ phát phiếu, có một bảo vệ đến chỗ chị quát mắng, cho rằng chị vào quay clip để gây rối. Sau khi lời qua tiếng lại thì bảo vệ xô xát với chị. Tôi đang loay hoay để tìm cái người hỗ trợ tôi để phát cho phiếu. Thì có một người bảo vệ đã đến, tiến gần đến tôi, chửi bới tôi. Bảo tôi là mày lại vào đây mày quay mày chụp vào trong này đúng không? Mày lại vào đây mày quay chụp vào phòng bệnh rồi mày lại đưa lên mạng thế nọ thế kia đúng không? Thì tôi bảo là tôi chị không quay chụp gì cả, thể hiện điện thoại chị đang để trong túi đây. Thế tôi mới rút cái điện thoại ra, tôi rút điện thoại tôi cầm vào tay. Thế nó dí người, nó đẩy người tôi đổ, nó cướp điện thoại nhưng mà không cướp không thành. Theo chị Tâm, chân trái của chị bị bó bột là do một số bảo vệ của bệnh viện ca xô xát trước đó. Chị đã làm đơn trình báo công an huyện Thanh Trì về sự việc này. Bệnh nhân Đậu Thị Tâm, 44 tuổi, nhập viện đa khoa Thanh Trì từ ngày 19 tháng 8 năm 2024 với chẩn đoán là gãy kín 1/3 trên xương mác bên trái, đã bó bột, tổn thương phần mềm vùng hông bên phải, tổn thương phần mềm vùng cánh tay và ngực trái. Thì bệnh nhân đã được điều trị thuốc, theo dõi và thay bột. Thế hiện tại thì tình trạng bệnh nhân là tạm ổn định. Trước đó chị Tâm đã từng phản ánh, đăng tải một số nội dung trên mạng xã hội tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng. Theo chị, việc đưa thông tin này là mong muốn lãnh đạo bệnh viện sâu sát, vi hành thực tế sẽ rõ mọi việc thực hư đang diễn ra ở khoa xạ trị. Điều tôi mong muốn và tôi mong muốn Bộ Y tế chấn chỉnh những cái nhân viên, những cái sai phạm để y đức bác sĩ là cái tấm áo bù lắng là những người mẹ hiền. Liên quan đến các video tố tiêu cực tại bệnh viện ca được lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, đại diện lãnh đạo bệnh viện ca khẳng định những nội dung nêu trên là bịa đặt, vu khống. Còn lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã nhận được báo cáo của cơ sở về vụ việc. Cục đã có văn bản yêu cầu bệnh viện ca rà soát lại quy trình, hành vi và thái độ của cán bộ nhân viên bệnh viện. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Trường hợp một trẻ sơ sinh bị tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận cháu bé tử vong không liên quan đến vaccine. Liên quan đến vụ rơi máy bay cỡ nhỏ ở miền đông Thái Lan, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận 5 công dân Trung Quốc đã tử nạn trong vụ rơi máy bay này. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc một bệnh nhân đã tử vong sau ca phẫu thuật thay van động mạch chủ qua da xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, công an đã vào cuộc điều tra. Nữ bệnh nhân tử vong, 67 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, được can thiệp thay van động mạch chủ qua da Tavi ngày 28 tháng 7 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột với sự tham gia của 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. Báo cáo của Sở Y tế cho thấy, trong hồ sơ bệnh án không có sự tham gia của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ siêu âm tim, việc chẩn đoán trước phẫu thuật chưa đầy đủ các cận lâm sàng hỗ trợ. Khi xảy ra biến chứng, tai biến, chỉ định mở ngực là chưa phù hợp. Đồng thời, sau khi người bệnh xảy ra tai biến, ekip chưa làm lại các xét nghiệm cần thiết. Quy trình hội chẩn chưa đúng theo quy định. Ba bác sĩ thuộc Bệnh viện Bạch Mai tham gia ekip muốn thực hiện phẫu thuật TAVI tại Đắk Lắk phải có chứng chỉ hành nghề, photo bằng và các chứng chỉ liên quan báo cáo Sở Y tế. Tuy nhiên, Sở Y tế không nhận được báo cáo về ba bác sĩ này cho đến khi sự việc xảy ra. Bộ Y tế cũng đang làm việc với Sở Y tế để làm rõ sự việc. Truyền hình Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau. Còn liên quan đến trường hợp một trẻ sơ sinh bị tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi thành lập đoàn điều tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra kết luận cháu bé tử vong không liên quan đến vaccine. Trước đó, trong ngày 3 tháng 8, có 25 trẻ khác được tiêm vaccine viêm gan B cùng loại, cùng lô với trẻ tử vong và không có trẻ nào phản ứng sau tiêm. Quá trình bảo quản vaccine tại phòng tiêm của khoa sản được thực hiện theo quy định. Nguồn vaccine nhận trực tiếp từ khoa dược thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tủ lạnh bảo quản vaccine hoạt động tốt. Kết luận của đoàn điều tra, trẻ tử vong do nhiễm trùng huyết sơ sinh tổn thương đa cơ quan. Theo dõi bệnh tim bẩm sinh tím sớm, cực sơ sinh non tháng nhẹ cân sau tiêm vaccine viêm gan B trong khoảng thời gian là 23 giờ. Sở Y tế cũng cho biết tỉnh Đắk Lắk chưa có trung tâm sàng lọc chuyên sâu cho trẻ sơ sinh.
Do vậy, trước khi thực hiện tiêm vaccine viêm gan B cho cháu bé, mặc dù bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thực hiện khám sàng lọc theo quy định, nhưng chưa thể phát hiện các triệu chứng bệnh lý của trẻ. Phải đến khi cháu bé có những biểu hiện bất thường sau tiêm và được cấp cứu, bệnh viện thực hiện các xét nghiệm thì mới phát hiện. Câu chuyện trường lớp luôn làm đau đầu phụ huynh Hà Nội và cũng là áp lực lớn đối với chính quyền các quận trung tâm của thủ đô. Mới đây rất nhiều phụ huynh đã tập trung tại trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vì bức xúc khi mà con có nguy cơ là không được học trường gần nhà. Dù là một trường mới xây, thế nhưng thay vì giải tỏa áp lực quá tải học sinh, thì việc tranh suất vào học tại trường này lại còn nóng bỏng hơn. Vậy căn nguyên của sự việc là đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Phụ huynh tập trung tại trường tiểu học mới trong những ngày qua, chủ yếu sống ở các chung cư đối diện, có con em đang học từ lớp 2 tới lớp 5 tại trường tiểu học Lý Nam Đế và một số trường tư thục trên địa bàn phường Tây Mỗ. Theo khảo sát sơ bộ, trường Lý Nam Đế có đến 233 học sinh xin chuyển tới trường mới. Vì năm ngoái là đã không có trường nên là chúng tôi chấp nhận để cho con em thằng Lý Nam Đế học. Nhưng mà vì năm nay có trường rồi mà con em chúng tôi cũng không được về. Trong đơn đề nghị của quận là chúng tôi được tổ 7, tổ 8, tổ 9 là sẽ về đây. Phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh với 3 trường tiểu học công lập là Tây Mỗ, Lý Nam Đế và trường mới xây là Tây Mỗ 3. Theo kế hoạch tuyển sinh, trường mới sẽ nhận hơn 650 học sinh từ lớp 2 tới lớp 5 từ trường Tây Mỗ chuyển sang nhằm giảm tải cho trường này, bên cạnh việc tuyển sinh học sinh lớp 1. Hiện tại, tổng số học sinh của trường tiểu học Tây Mỗ 3 đã vượt quá chỉ tiêu cho phép. Cái số chỉ tiêu học sinh được tuyển, được giao về đầu cấp năm 2024-2025 là 400 học sinh và sau khi kết thúc đợt tuyển sinh thì lên đến 460. Cái số lượng cũng đang vượt quá so với cả cái quy định. Chính quyền địa phương thì thấy rằng là cái sự mà nhu cầu của phụ huynh học sinh là chính đáng. Thế tuy nhiên thì cơ sở vật chất đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa thể đáp ứng ngay được. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để có những cái giải pháp tốt nhất để đảm bảo theo quy định. Nhiều phụ huynh mới chuyển về các chung cư mới, nhiều gia đình đã nộp hồ sơ tại các trường khác nhưng rút về khi có trường mới. Tất cả đều có chung mong muốn là con có quyền học tập gần nhà, bớt vất vả cho con khi di chuyển xa, thuận tiện hơn cho cha mẹ khi đưa đón. Thì chúng tôi cũng sẽ thu thập được toàn bộ cái số đơn và cũng sẽ phân loại các đối tượng thường trú, tạm trú và các số lượng ở bên hai trường kia là bao nhiêu thì chúng tôi cũng sẽ sắp xếp để làm sao mà có cái thông báo sớm nhất tới phụ huynh để phụ huynh yên tâm. Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa có 4 tòa nhà được bàn giao trong năm nay, dân số cơ học tăng lên. Dù năm nay trường mới đã vận hành với 30 phòng học, nhưng nhu cầu chỗ học vẫn chưa thể đáp ứng đủ cho tất cả học sinh, nhất là khi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một lớp tiểu học chỉ được có 35 học sinh trên lớp.